Nhân xin chào cô chú anh chị. Video này Nhân giới thiệu cho cô chú về mình lô đất ngang 4 và 16. Nhân chạy từ phía cầu Khang Thủy của đường trục chính TC3 nha. Mình qua cầu bỏ ngã tư thứ nhất tới ngã tư thứ hai, đường N9 mình rẽ trái nha chú anh chị. Giờ đây ha, lô đất của mình thì nó cũng sạch đẹp, không lỗi phong thủy như chú gì. Nó cặp bên cái nhà luôn, 4 x 16. Thì từ cái nhà ha, từ cái nhà mình qua là 4m, sâu vào 16. Nó sẽ bằng với căn nhà hiện tại đó chú chị, bằng với căn nhà này luôn nè. Nó nguyên một cái lốc này luôn ha, nguyên lốc này bằng nhau hết 4x16 hết nè. Nó giống căn nhà kia là mình thấy nó trống ha, dài thăm tẩm luôn ha. Cái khu vực này thì dân cư thì như cô chú chị mình thấy ở nó cũng khá là đông rồi. Như cái đoạn đường này qua đoạn đường bên kia nữa, tức là trên cái trục đường này là trục đường N9 đó, thì dân cư ở cũng đông. Và đường thì thông hết luôn chú chị, thông hết tứ phía luôn ha. Như ở đây nè, ở đây thì mình chạy rồi cuối đường thì mình rẽ tay trái nè. Rẽ tay trái đi ra ngoài kênh sông Trăng, đường KT11 đó, là mình sẽ đi ra lại cầu Khang Thủy lúc nãy đó. Ở đây mình tới ngã tư mình rẽ cũng ra cầu Khang Thủy. Thì ở đây như mình tới đường trục chính TC3, cô chú chị mình rẽ phải thì mình đi ra ngoài cái hướng của cổng chính khuôn cư các tổ sinh mình á. Còn nếu như mình rẽ bên tay trái thì mình sẽ đi ra phía sau và đi ra đường Lục Viên. Thì đường Lục Viên nó ra đường tỉnh lộ 825 là cô chú chị mình sẽ di chuyển về cái hướng thị trấn Củ Chi đó. Thì từ vị trí đất mình qua tới thị trấn Củ Chi nó khoảng tầm 14 cây số thôi chú chị. Như đây thì trong cái quy hoạch của khu các tường sinh của mình đó, thì cái bên đây là cái nó còn một cái đường đây, đường cùng rồi ha. Thì bên đó là cái quỹ đất của trường học cấp 1, cấp 2 bên đó. Nhưng mà làm rất khó lắm đúng vậy, nhưng mà trong quy hoạch nó là như vậy ha. Như đây là cuối đường nhưng mà vẫn có một cái căn nhà ha. Còn ở đây nè, ở đây là đường KT11 sông Trăng đó, mình rẽ tay phải là mình sẽ đi ra ngoài dân, đi ra ngoài cái người dân sống ở xung quanh đây của chúng chị. Lô đất của mình thì nó hướng bắc ha, cô chú chị nào thuộc khu mạng Đông Tứ Trạch, bao gồm những hướng như là hướng đông, hướng nam, hướng đông nam và hướng bắc đó, một trong bốn hướng đó là mình sẽ thuộc khu mạng là Đông Tứ Trạch là sẽ hợp được cái vị trí này. Và hiện tại thì sổ hồng riêng có sẵn, chủ đang giữ nhà nha, nó mua bán là công chứng nhân tên liền, không có vay ngân hàng gì hết nha chú chị. Thì hiện tại là chủ đang kêu bán lô đất này với cái giá là 925 triệu nha. Hồi cái đặt sốt thì như một cái lốc này, nhưng mà cái lốc ngoài kia ha, ngoài kia là nó cùng một lốc nhưng mà cái mặt hướng nam, mặt kênh sông Trăng là 520 thì thời điểm nó khoảng tầm tỷ 9 đó cũng như vậy. Còn lô đất này thì cái thời điểm mà đặt sốt thì nó cũng rơi vào tầm khoảng tỷ 3 đó. Và hiện tại thì lô này nó chỉ có cái giá là 925 triệu thôi, cho cô chú chị mình đầu tư hoặc là về mình xây nhà ở nha. Như cái diện tích mà 4 x 16 này, cô chú chị mình xây một cái căn nhà trệt lầu thôi là khá là ok rồi. Ví dụ như mình có xe hơi thì mình chừa sân xe hơi, còn nếu mình không có xe hơi thì mình xây một cái phòng ngủ ở phía dưới để cho cô chú bác mà lớn tuổi đó mình ngủ nghỉ ở dưới luôn cho nó rất cho nó tiện ha, khỏi cần phải lên lầu. Còn trên lầu thì mình có thể là làm hai phòng ngủ, một phòng thờ với lại thêm một cái ban công sân thượng, nó thì vẫn còn dư sức nha chú chị. Nó rất là chướng, như cái căn nhà của ông anh kế bên này thì ông làm là cũng ở dưới thì nó trống hết nhưng mà trên nó 3 phòng ngủ lận. Nói chung rộng rãi thoải mái với diện tích 4x16 mà 64m². Rồi cảm ơn cô chú chị rất nhiều ha, đã theo dõi video của Nhân. Thì cô chú chị mình thấy lô đất này là hợp hướng cũng như là vị trí là mình thích ha. Và quan trọng hơn là vừa với tài chính của mình thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân. Nhân sẽ dẫn cho cô chú chị mình xem thực tế lô đất luôn. Còn giá cả thì mình sẽ thương lượng chính chủ nha. Nhân xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại ạ.